Chào các bạn, mình là Đại. Tình hình là sau Tết rồi nên mình sẽ quyết định tạo một trò chơi nho nhỏ cho mọi người sau Tết nha. Ở đây thì mở cái cốp xe lên, lấy đồ chơi ra. Đây thì mình có một cái bánh crepe. Và anh Caraman cho em xin cái bao lì xì. Ok. Cảm ơn anh. Và trò chơi của mình sẽ là ăn bánh crepe hoặc chọn bao lì xì. Nếu mà họ chọn bao lì xì á thì mình sẽ đem cái bánh này cho người kế tiếp ăn thôi. Còn nếu mà họ chọn ăn bánh á, mình sẽ yêu cầu họ là bỏ nhân gì tiếp theo cho người kế tiếp ăn nha. Đó, vậy nó mới sốc nha. Ok, đi thôi. Tình hình là mình thấy trên phòng khách là hơi đông á các bạn, nên là mình sẽ đột nhập phòng bếp, có ai dưới không nha. Phòng bếp hết người. Đột nhập phòng bếp thành công. Oh, hello, em Tú. Cái gì đây? Thì ở đây đã có một cái thử thách là ăn bánh hoặc là nhận một bao lì xì. Không biết Tú chọn nào? Chọn cả hai đi. Tú ơi, ham lắm. Bao lì xì thì mình nghĩ hay cho lắm, chắc cái nịch trong đây nè, nên là mình sẽ chọn bánh nha. Bánh hả? Tú để đây đi. Được ăn ngon miệng. Tú từ từ Tú ăn nha. Thế đã đi bao tay vô cái. Tú mở mọng ra nè, hả ra. À, Tú ăn nè. Đại đâu có cho anh đâu đúng không? Ừ. Ăn gì vậy? Sầu riêng. Đúng rồi nha, sầu riêng đúng không? Ngon không Tú? Ngon, tuyệt vời luôn á. Nghe mùi sầu riêng đúng không? Vì Tú là người chọn ăn bánh nên Đại sẽ có một cái nho nhỏ cho Tú là không biết Tú muốn bỏ nhân gì vào bánh cho người kế tiếp ăn. Tú muốn chọn nhân gì? Để coi gì? Tương nước được không ta? Tương nước, một tẹt rồi đó. À đúng rồi, mình có một cái này. Cái gì ta, cái gì mà phô mai gì mà phô mai gì quên người ta mà nó rất là ghê luôn. Phô mai húi màu xanh hả? Đúng rồi, cái đó nhăn đói cho tôi. Đúng rồi, Đại mua rồi. Tú yên tâm để Đại đi chuẩn bị cho người ấy. Thường sống hảnh hơi lắm. Đúng như yêu cầu của Tú, ăn phô mai xanh. Bây giờ thì đầu bếp Đại sẽ bắt đầu chế biến nha. Bước 1, bỏ kem vào bánh. Đúng. Ây da. Rồi mình mới xỉn được hoa tiêu, Tú giúp cho Đại cục phô mai đi Tú ơi. Cục nhỏ thôi ha. Đúng rồi, nhỏ thôi. Trời ơi, nhỏ quá Tú ơi, cục này nhỏ đó. Quấn lại. Rồi hoàn thành, đem cho người kế tiếp thử khách thôi. Hello, anh bạn, anh ăn dạ. Cái gì mà hai đứa mặc đồ vào bếp nha, nguy hiểm với ta. Thì em đang có một cái thử thách là ăn bánh crepe hoặc chọn bao lì xì. Đương nhiên là chọn bao lì xì rồi. Nhưng mà có cam thì nghĩ chắc có gì đâu nguy hiểm mà chọn bánh crepe. Mà chọn cái tiền đúng không? Hay. Dạ, yêu thương cho anh à. Nhét tiền bên trong mà. Bóc luôn. Để em vũ anh. Tận tình quá ta. Sao giờ nghe tiếng anh đập đập phình mấy đứa sao tôi cười đó. Không có gì. Bệnh quá. Nè anh cắn nửa cái nè, nhiều nha. Đúng rồi. Ơ mặn nha. Bánh ghép gì mà mặn chưa? Không mặn nha. Ừ. Chưa có cảm nhận. Ủa ba. Ủa cái bánh rét rất là ngon nha. Ok. Anh ăn sao anh? Nó không có hương vị sushi của anh hết. Mà nó là hương vị rất là mặn. Vì anh là người ăn bánh nên là anh sẽ được chọn nhân cho người kế tiếp ăn. Bên tưởng nó thực hiện hình phạt không có tiền nha. Nhân hay nhân kế tiếp ạ? Ôi, mắm tôm đi. Mắm tôm. Anh tính nhà anh đau khổ, anh muốn người khác đau khổ giống ảnh nữa nè. Anh này em nét lắm nè, nét lắm nhưng mà em hiếp. Để ép luôn. Đi thôi, làm bánh mắm tôm. Yeah boy. Đây có đèn có người nè. Hello. Trời cái gì mà chụp hình lăn lộn gì vậy? Chị đang cosplay nhân vật nào ơi, đẹp quá vậy. Chị đang cosplay nhân vật Sparkle trong game Honkai Star Rail. Đây là game nhập vai khám phá thế giới kỳ ảo mới lạ kỳ thú, chơi được trên đa nền tảng với hơn 80 triệu lượt tải. Hiện tại thì Honkai Star Rail vừa mới ra mắt phiên bản 2.0 ví như nằm mộng giữa đêm khuya. Siêu bự mới với thế giới Benacony hoàn toàn mới lạ. Còn đây là một cô gái tinh nghịch,
mang vận mệnh hòa hợp, có thuộc tính lượng tử, là một thành viên của kẻ ngốc đeo mặt nạ. Ngoài có nhiều kỹ năng hỗ trợ ra thì còn có khả năng cường hóa sát thương cho đòn tấn công tăng hiệu quả đáng kể. Ngoài ra còn có sự trở lại của nhân vật Ginh Doan, một nhân vật tri thức mang thuộc tính lôi, là một trong 7 vị đế cung thất thiên tướng, thống lĩnh Vân Kỵ quân gây sát thương lôi diện rộng. Và đặc biệt ở bản cập nhật lần này còn có nhiều tính năng mới như là đi bộ xuyên tường, mê cung biến hình, hơn 10 khung cảnh NPC và quái vật mới. Đặc biệt còn có 10 lượt quay miễn phí đang chờ đợi chúng ta. Hồi nãy là anh chụp hình cho Uyên tí nữa anh đăng lên bet á. Đại muốn trải nghiệm thử thì có thể tải Honkai Star Rail phiên bản mới 2.0, tải liền. Link để dưới phần mô tả, tải liền. Đặc biệt là em nhớ dùng mã để đổi 50 mảnh ngọc ánh sao nha. Mã dưới phần bình luận nha anh em. Honkai Star Rail ngại gì không thử, tải liền. Sẵn tiện đây thì em cũng có một cái trò chơi nhỏ nhỏ cho hai người á. Wow. Đầu tiên chắc chị Yên đi. Hào xấu quá, chị Yên đẹp. Cái một cái bánh rép và cái bao lì xì, không biết chị Yên chọn cái nào. À bây giờ chị được chọn một trong hai đúng không? Đúng. Trời ơi, không suy nghĩ lẹ dữ vậy. Đúng rồi, đương nhiên rồi. Đừng mở đúng không? Đúng, đúng. Có gì vậy? Trời ơi, bao lì xì thì phải có tiền chứ. Nóng chuột. Nóng chuột. Tốt rồi, tốt rồi. Xí. Anh cameraman cho em xin thêm cái bao lì xì. À. Trời, người kế bên phải chọn chơi luôn. Đúng. Em có cái bao lì xì với lại cái bánh rép, anh chọn nào? À, đại này thì nói chung cái bao đầu là tiền các bạn. Này thì em mình gành đó lắm. Bao này thế nào cũng là hình phạt gì à. Trời, đi nè. Thôi. Mình ăn bánh đỡ hơn là nó phạt rồi đó. Ăn bánh đúng không? Phạt. Chứ gì? Rồi, anh cầm bánh nó đi, để em xíu. Nhìn cái bánh này kiểu nó hấp dẫn các bạn. Đầu bếp là phải đút tặng miệng. Okay. Bánh nó hấp dẫn ở đại sao anh nghe thối thối. Cái gì? Sầu riêng mà anh nhân bánh rét thôi, anh ăn bao giờ chưa? Anh nè, há miệng ra nè. Đồ ăn đi. Đầu hàng hả lẽ. Ăn vậy đó. Nè, ăn rồi. Bánh sầu riêng nó vậy đó ông ơi. Ừ. Nhai, nhai vô. Anh nhai vô. Anh bỏ ra. Thôi quá. Rồi anh thấy cái bánh đó làm sao? Anh ha. Anh là anh ghét nhất trong cuộc đời là anh ăn mắm tôm, anh không biết ăn mắm mà em chê anh vậy hả? Cái đó bạn anh chọn. Anh mới đánh gần xong nè. Bạn anh chọn ăn nào á? Tôi xuống anh đó. Thôi đừng nóng. Vì anh là người ăn bánh nên anh sẽ được chọn một cái nhang kế tiếp cho người tiếp theo ăn. Muốn chọn nhang gì? Đừng ăn! Dữ dạ! Đừng ăn! Ê! Em có dạ! Phải trả thù! Phải trả thù! Ừ! Được, đẹp. Làm việc. Làm việc liền. Còn đây là phòng game của tụi mình nha. Tương lai thì chắc là anh Lâm sẽ đặt game trong này nè. Mà chị két là chắc test game ở trên đây á. Chắc mình vô mình hù. À có. Ủa. Hello. Hello, đi đâu chơi, à? Đang chơi gì vậy? Đang chơi Honkai Star Rail. Thì em cũng có một cái thử thách nhỏ nhỏ cho chị. Chọn bánh rét hoặc là chọn bao lì xì. Có bánh hả? Chọn bánh luôn hả? Chọn bánh. Ngon quá hả? Trời mình được ăn bánh vậy hả? Đây đây đây, đúng rồi. Nè, cắn nè. Ốp. Không, cái này là nhân nó vậy á, ngon ngon. Em làm hả? Đúng rồi. Ngon. Cái mùi tạt nó hôi thối. Trời ơi, công nhận rắn. Sáng tạo quá em. Em tiết lỗi cho chị nha, đây là món anh Hào đã chọn cho chị. Nhăn mùi tạt. Tới rồi. Ngon không? Ngon. Rồi thì em cho chị một cái đặc quyền cực kỳ đỉnh luôn nha. Là chị chọn được quyền chọn cái nhân kế tiếp và chỉ định người ăn luôn. Chỉ định người ăn luôn. Chị chọn. À, chị nghĩ là nên chọn Toàn. Chị sẽ chọn Toàn. Và nhân nào? À, nhân chắc là sẽ nhân là nhân cá hồi. Tại vì Toàn chắc là không ăn được cá hồi bạn. Nên là mình sẽ chọn nhân cá hồi cho Toàn. Yeah. Không ăn được cá hồi đúng rồi. Để ê, em đi làm. Được bóc bao lì xì không? Què tay. Trời ơi, tìm nguyên cái công ty này toàn đâu á chạy. Trời, phòng edit không ai là mình hiểu rồi ha. Chắc là giờ chưa, chắc đi ăn chưa hết rồi. Chắc mình nghĩ là toàn đi luôn rồi. Chắc phải trực công ty chờ nó thôi. I feel water later. Rồi, anh về, anh về, anh về, anh về. Anh nãy ăn cơm đau ghê luôn á, trời mệt luôn á.
Anh vô kìa, anh chạy xe kìa, chở xe anh ngậu với chạy. Rồi anh về, anh về rồi. Mở cửa cho anh vô. À, hỏi đóng cửa anh đi. Vô đây anh vô đây, anh vô đây với em. Anh hỏi đóng cửa mà anh để đi. Cái gì vậy em? Thì em cũng có một cái trò chơi nhỏ nhỏ để dành cho anh. Bao lì xì hoặc là bánh crepe, anh chọn món nào? Chắc anh chọn bao lì xì quá. Do cái tháng này á, anh ăn chơi hơi quá. Anh phải lấy bao lì xì để gỡ lại tiền. Mọi người nhìn là biết rồi ha. Cũng hơi khá là quá đó. Ồ. Trời ơi. Được anh đại lì xì. Vậy là món này là mình sẽ đưa cho người kế tiếp nha. Anh Toàn thì anh cũng hơi cháy một xíu các bạn, nên chắc anh lấy tiền ha. Ok. Mình sẽ có một chút thay đổi về luật chơi nha các bạn. Là mình sẽ không dùng bao lì xì nữa. Chọn nó qua bên đi. Và mình lấy tiền, mình làm một cái nhân bánh đó nha. Cho nó hấp dẫn, kiểu nó hồi hộp, mới biết chọn hai cái bánh chọn cái nào. Ok. Và quấn tiền lại. Quấn vô bọc nha, cho nó sạch sẽ tí. Bánh nhân 50k. Quấn lại. Ok, chọn đối tượng kế tiếp nha. Boom. Đã có đối tượng. Đây là anh trai mình nha bạn. Anh cameraman luôn. Hello anh trai. Hello em. Em đã có một cái thử thách một trong hai cái bánh rép. Anh chọn cái bánh nào? Anh cứ chọn đi. Chọn đại ha. Một trong hai thôi nha. Ê cái trời ơi. Gửi xe bánh đây đây, đẹp nè. Còn đây ai gói xấu quá. Làm cái gì? Ăn hả? Ăn đúng rồi, ăn thử. Cắn bự lên. Bánh ăn được không vậy? Được, được. Cái này cái gì nên mở ra thử. Giờ bánh không có nhân. Đây là nhân của nó. Đúng rồi. Nhân 50k. 50.000. Ăn hết đi. Rồi, mình đi kiếm đối tượng kế tiếp. Cái chia 25.000. Lại chọn dính tiền, mình phải làm lại cái tiền mới thôi mọi người. Vẫn là cách cũ thôi, gói tiền vào bánh. Riết. Tới phòng edit rồi. Nãy mấy anh đi ăn cơm, giờ mấy anh về nè. Còn anh đi chi quá. Ồ, giở ra tay ra nào. Thì đây là giới thiệu cho mọi người, đây là anh Sen Editor nha. Cũng xuất hiện khá rồi đó. Thì ở đây em có một trò chơi là một trong hai cái bánh, anh chọn cái bánh nào? Cái xấu xấu nè là có khả năng ngon hơn nè. Cái đẹp đẹp nè, nó cái chuẩn bẹp á. Đúng rồi. Lấy cái xấu hơn đi. Trời ơi, cái gì mà không ra bánh gì vậy? Tay này em hơi yếu nhưng mà vẫn được ngon. Dạ. Không này tôi hoa hoa. Cái gì vậy? Có hồi hả? Cá hồi. Vì đang nhận thấy ghê quá. Ôi gớm quá à. Chúc mừng anh đã trúng thưởng nhân cá hồi sống. Thì không biết anh là người nhét nhân kế tiếp vào cho người khác ăn. Anh muốn bỏ nhân gì vào cái bánh này? Cái gì? Cái gì? Khổ khổ. Anh đã đau khổ anh xuống. Khổ hả? Khổ hả? Khổ hơn. Cúc lộn đi. Cúc lộn á. Cúc lộn cũng khổ á. Khổ ngon nha. Ok. Rồi ok. Trời ơi cái anh Sen này biết đại rồi đó mấy bạn. Giờ bắt đi luộc trứng cúc lộn. Bật nóc. Nè chắc chờ chắc nửa tiếng hay gì á. Boom. Rồi trứng chín rồi nha các bạn. Làm cái bánh rếp trứng cúc lộn. Một cái. Mình cho tầm 2 quả đi cho nó căng bằng chứ một quả thì nó niễn. Trứng cúc lộn thì nó hơi dễ các bạn. Mình cho thêm tí bột ớt nữa. Không thêm miếng nữa đi. Rồi, đẹp. Lẹ lẹ đi. Lẹ đi, ship ơi. Trời ơi, ship gửi cầu luôn rồi, cái gì vậy? Ủa? Là sao? Em có một cái trò chơi nhỏ nhanh. cho ship hình. À, mà nhanh không? Tại chuẩn bị đi học á. Lẹ lẹ lắm, chọn một trong hai cái bánh thôi, anh chọn đi lẹ lẹ lẹ. Nhưng mà một trong hai là có gì chọn? Thì nó có những cái bất ngờ, anh ăn thử anh mới biết. Còn phần thưởng xịn nhất là gì?
Ước xin nhất là tiền mấy bao nhiêu? 50. Yeah boy. À, cái này. Ê thấy nha, đúng rồi. Chọn là không được cúp lại. Chọn là không được trả lại. Ok. Lụm luôn. Lụm cắt. 7.000 lục chắc chắn có 50. Hả? Ê hay nè. Có tiền chưa? Có tiền chưa? Vô toilet kia bên. Xíu tụi mày mà ở gì la dữ vậy? Trời ơi. Cảm nghĩ của anh thế nào? Tôi là tôi đánh giá cao cái content này đấy. Ai nghĩ ra cho anh đó? Em tự nghĩ. Chúc mừng anh. Anh là người ăn trúng cái nhăn quái đản nên là anh sẽ được chọn một cái nhăn bất kỳ cho người kế tiếp. Wow. Đây là mình phải chọn. Đúng. Mới hết tết. Bánh tét cho anh. What the hell? Hay, trời ơi, đúng đỉnh nha. Hết tết là chọn bánh tét là đỉnh á. Rồi, em đi liền, anh vô họp đi. Ok, ship hình yêu cầu nhăn bánh tét. Vô. Bánh tét thì nó dễ quá. Nhưng mà con người mình thì hơi nham hiểm nha bạn. Mình cho một wasabi xanh vô nha. Anh tưởng. Trời ơi, chị em gặp nguyên nhà. Cái này em nhờ anh cái thôi à. Thì ở đây là em có một trò chơi nhỏ cho anh. Hai cái bánh rep. Anh chọn một trong hai đi. Đây, chọn này. Anh ăn đi, bánh này ăn luôn hả? Ăn được, bánh mà ăn được chứ. Ngon nha. Rồi xong rồi anh đi. Không biết là cảm nghĩ anh sao? Lúc đầu anh cắn vô nha, để có đậu xanh nè, hơi bị ngon. Tự nhiên nhai chúng wasabi. Anh cực kỳ chứ ăn wasabi luôn. Rét hả? Vậy là đúng rồi, rét của nàng chơi nhau của đó. Rồi cảm ơn anh đã tham gia chương trình nha. Ủa, có được gì không? Không. Ủa, gì vậy? Không được, anh đi, không được. Rồi, thì mình nghĩ là mình cũng là tròn tròn hết cái công ty rồi đó nha. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Video hôm nay là sau tết các bạn muốn tạo cái trò chơi gì mà nó vui vui á, nên là mình tạo trò bánh rép và bao lì xì nha. Okay. Nếu các bạn yêu thích series này hãy like và chia sẻ bên tay cho mình, cũng như đăng ký kênh để mình động lực làm những video tương tự nha. Ok, tạm biệt các bạn. Mình thấy là dạo này đại nó hết tròn lắm á cái, nên là em giúp anh cái chế đồ vô đây giùm anh cái. Chế nhiều lẹ đi, tôi đi mất bây giờ nè. Trời ơi, chế nhiều giá. Một hồi mà anh cầm cái tay đó là em nhét vô họng luôn. Khỏi cần. Ê, ai đâu đây? Đi mua đồ. Khoan, đợi nó nói này xíu. Nó nghe nè. Cái này quan trọng lắm, khói này quan trọng lắm. Quan trọng lắm. John Việt Nam. John Việt Nam. John Việt Nam.